Hiện tại dự phòng ung thư cổ tử cung thì chúng ta sẽ có hai cách. Một, đấy là các bạn khám phụ khoa định kỳ và làm các cái xét nghiệm sàng lọc sớm ung thư cổ tử cung như xét nghiệm tế bào, xét nghiệm HPV. Ngoài ra thì chúng ta có thể dự phòng chủ động bằng cách là tiêm phòng ung thư virus HPV, là dự phòng bằng cách là tiêm phòng virus HPV là virus nguyên nhân chính gây ra ung thư cổ tử cung. Chúng ta chắc là qua các thông tin đại chúng thì các bạn cũng biết rồi, đấy là tiêm phòng HPV thì thường là được chỉ định tiêm từ tuổi từ 9 đến 26 tuổi chưa có quan hệ tình dục, và thời gian mà đạt hiệu quả vaccine tốt nhất là từ 9 đến 15 tuổi. Tuy nhiên là hiện nay các cái nghiên cứu người ta thấy rằng là HPV gây ra ung thư cổ tử cung chiếm tỷ lệ quá cao, và cái tỷ lệ mà phát hiện ra cái tỷ số lượng mắc bệnh mới hàng năm và số lượng chết vì ung thư cổ tử cung hàng năm tăng cao. Vì vậy là một số các nghiên cứu mới người ta khuyến cáo là nếu tuổi từ 35-40 tuổi, dù bạn đã có quan hệ tình dục hoặc là đã từng sinh em bé, tuy nhiên test sàng lọc HPV của bạn là âm tính thì bạn hoàn toàn vẫn có quyền tiêm phòng HPV. Ở đây thì các nhà nghiên cứu người ta nhấn mạnh rằng là mặc dù là cái hiệu quả vaccine không đạt được tối đa như ở cái tuổi chưa quan hệ tình dục từ 9 đến 26 tuổi, nhưng ở cái mức độ là bảo vệ khoảng 70, có xuất hiện các cái kháng thể để bảo vệ từ 70-80% là cũng có thể chấp nhận được, và giúp chúng ta là có thể giảm được rất nhiều các cái tỷ lệ mà phát hiện hoặc là tiến tới ung thư cổ tử cung ở trong cộng đồng.